cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh thành phía Bắc. Với địa hình phức tạp, thường xuyên phải đối mặt với nhiều hình thái thiên tai. Vì vậy, ngoài việc phải thường xuyên đầu tư xây dựng sửa chữa lớn, gia cố lưới điện, thì một việc hết sức quan trọng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN NPC đó là định kỳ phải tổ chức diễn tập, huy động tổng lực tất cả các cán bộ công nhân viên nhằm chủ động kịp thời ứng phó khi xảy ra thiên tai. Buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xử lý sự cố an toàn cấp tổng công ty năm 2020 diễn ra tại Nam Định gồm các nội dung kiểm tra đánh giá công tác chuẩn bị, ứng phó, công tác chỉ huy phòng chống thiên tai, triển khai phương châm bốn tại chỗ trong việc khắc phục hậu quả xử lý thiên tai, xử lý sự cố của tổng công ty. Từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp để khắc phục nhanh hậu quả sự cố do thiên tai, kịp thời khôi phục điện cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng và cũng qua đó rèn luyện kỹ năng chuyên môn tác phong chuyên nghiệp trong việc thực hiện công việc trên lưới điện, thực hiện các thủ tục biện pháp an toàn khi xử lý các sự cố do thiên tai như mưa bão ngập lụt gây ra. Diễn tập của EVN NPC lần này bao gồm 11 tình huống sự cố, trong đó phải kể đến tình huống xử lý sự cố trên lưới điện do cơn bão đổ bộ vào Nam Định với sức gió giật cấp 11, 12 gây ra ảnh hưởng tới lưới điện 110 kV làm mất điện diện rộng trên địa bàn tỉnh. Trong tình huống này, trung tâm điều khiển xa Nam Định đã thực hiện điều hành xử lý sự cố theo phương án tách cô lập sự cố, chuyển đổi phương thức kết dây để đảm bảo cấp điện trở lại nhanh nhất cho phụ tải, đặc biệt là phụ tải ưu tiên.